Hello anh em, lại là mình sẽ vào lưu đây. Thì hôm nay mình lại lên một clip về con White Forest ha. Thì video này mình sẽ giới thiệu tất cả các tướng ở trong con game White Forest này trong cái phiên bản hiện tại nha. Và bởi vì trong mainnet nó sẽ có một số con tướng mới thì mình cũng chưa đề cập vì mình cũng chưa gặp bao giờ á. Và trước khi vào cái vấn đề là phân tích các con tướng thì mình có một thông tin để cho những anh em mới. Những anh em nào mà vào muộn chưa biết đến Play to Europe vẫn có thể kiếm được cái arop là token White Forest của con game này ha Rồi thì mọi người có thể nhìn thấy cái điều kiện để nhận Airdrop Thì tất nhiên là đầu tiên là top 4.000 player có nhiều Hono nhất Thì vẫn có thể nhận được Play to Aerobe. Nhưng ngoài ra những bạn mới biết đến thì nó còn 1.000 slot uh, Raffle Tức là 1.000 slot random cho những ai có 4.000 Hono trở lên Và cái điều này kiếm 4.000 Hono nó cũng cực kỳ là dễ thôi rồi thì để có thể kiếm được 4.000 điểm để mình có thể tham gia vào cái 1.000 slot quay miễn phí những người không làm trong top 4.000 cái hono này thì cũng rất là dễ thôi bởi vì từ giờ đến ngày kết thúc là ngày mùng 2 tháng 5 á, thì nó sẽ còn khoảng 12 ngày nữa thì mình hoàn toàn có thể làm cái nhiệm vụ bắt ở đây này đến ngày thứ 10 này là mình đã có khoảng tầm 1.600 điểm rồi đúng không Tiếp theo là mọi người sẽ làm cái battle win càng nhiều càng tốt nhưng mà chỉ cần đến mốc 200 thôi Đến mốc 200 này thì mình sẽ có khoảng tầm 1.900 điểm nữa. Đó. Thì mình sẽ được khoảng 3.500 điểm. Rồi tiếp theo là Warlock connect Thì mình sẽ được khoảng tầm 200 điểm nữa. Là 1.000... Là 3.700 điểm rồi đúng không? Rồi và, và tiếp theo là nhiệm vụ đạt level ở cái Battle Pass á. Thì nó cũng khá là dễ thôi. Bởi vì từ trước đến giờ rồi nó đã dồn một đống nhiệm vụ rồi. Thì anh em chỉ việc làm lần lượt lần lượt. Lên đến level 25. Hoặc là level 10 thôi. Là anh em đã đủ 4.100 điểm phải không? Và đến level 25 là mình đã được 4.900 điểm rồi thì mình đã dư cái điều kiện để có thể vào được cái suất 1.000 slot quay miễn phí để aerobe cho cái đồng token white rồi rồi vậy thì mình sẽ vào cái phần chính của video là giới thiệu các tướng ha thì như mọi người đã biết khi mà người lên danh á thì nó sẽ chia ra làm 8 bậc tám bậc danh đây thì bậc danh thứ 8 là bậc danh cuối cùng thì nó mỗi bậc danh nó sẽ có những con tướng mới cụ thể là ba con tướng mới cho mỗi bậc danh rồi thì bắt đầu ở đây bắt đầu từ bậc danh đầu tiên nha khi mà mọi người mới vào game thì mọi người có khi mà mở hòm á thì sẽ có tỷ lệ nhận được bốn con này. Đó là con cung này, uh, con uh, kiếm này, con sniper và con uh, chó sói này. Thì ở đây á thì mình recommend duy nhất là dùng chỉ dùng được con cung này thôi. Đó bởi vì sao? Bởi vì ở đây sẽ có chỉ số của nó ha. Thì con cung này á cái tốc độ đánh nó khá là ổn này, đam cũng khá là ổn và nó ở tay ở một và tay ở một thì nó sẽ tốn rất ít năng lượng để gọi ra và cái nhà lính mình xây ra đầu tiên cũng là ở tay ở một luôn thì mình sẽ dùng con cung này ở tay ở một ha và những cái con khác thì thực sự là mình không cần quan tâm đến không cần phân tích luôn á rồi tiếp theo thì sẽ đến tay ở tiếp theo ha rồi là đến cái mức danh thứ hai là khi mọi người đạt được khoảng tầm 150 điểm thì nó sẽ mở cho mọi người con Linza, con gấu và con paladin à không đều con Spiderman. rồi thì ba con này đều là ba con dùng khá là ổn ha thì con Spiderman này thì nó sẽ có tốc độ đánh khá là chậm nhưng mà đam nó cực kỳ to và nó đánh xuyên giáp quan trọng là nó đánh xuyên giáp nha mọi người tức là mọi người để ý ấy, khi mà con tướng nó có một cái thanh máu thì nó sẽ có một cái thanh màu bạc nhỏ nhỏ ở phía bên trên thanh máu á thì nó thanh giáp nha mọi người thì phải đánh hết giáp thì mới vào máu được rồi thứ hai là con linh ra thì con này là khỏi nói luôn đây là con hiện tại đang là top meta trong cái game này bởi vì nó có tốc độ di chuyển nhanh này nó có tốc biến này và nó chém khá là nhanh và đam cũng khá là to rồi cuối cùng là con răng uh, nốt con này là con gấu tanh tay ở ba thì thực sự là ít dùng đến nhưng mà con này cũng khá là ok thì như ở video trước mình nói là đây cũng là một con đáng chơi ha bởi vì nó có giáp to này đam to này uh, và máu trâu và ba con ở tay ở ha à, ba con ở cái mốc danh thứ hai là đều là ba con dùng được ha rồi tiếp tục là đến lenguick 3 là ở đây mọi người sẽ cần phải đạt được uh, cái số cúp là khoảng tầm uh, 500 thì người sẽ đạt được cái uh, mốc level 3 này thì sẽ có ba con, một là con mau fly, hai là con paladin và ba là con skeleton là con xương á, thì ba con này đều là ba con dùng được và trong đó có hai con khá là xịn là con uh, mau fly và con xương. thì con xương này á thì nó có cái 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 ưu uh, điểm là đi nhanh này, đánh khá là nhanh này và cái mana để gọi ra khá là thấp. Nó chỉ là 3 mana mà thôi Còn con Mawfly thì sao Đây là một con bay trên trời Và nó sẽ khắc chế được những con chỉ đánh được Những cái mục tiêu ở dưới đất mà thôi Đó nhưng mà nó chỉ để khắc chế thôi nha Bởi vì tương đối là yếu Con này khá bị khắc chế bởi con cung Bởi con cung nó bắn nhanh hơn và Down nó cũng khá là ổn hơn con Mawfly này Và cuối cùng là con Paladin Thì con này thì cũng thuộc dạng tạm được thôi Bởi vì là Con này á thì mình sẽ cho mọi người xem chỉ số ha Thì đây chính là con Paladin và đây là từ nick khác chuyển sang nước mình cho nên mình sẽ phần cần à, phải đợi 7 ngày để có thể chơi được ha rồi thì đây là con paladin thì nó có những cái nội tại như sau là khi nó đánh á, thì nó sẽ hồi máu đó đòn đánh của nó nó sẽ hồi máu cho bản thân nó ha đây một đòn đánh sẽ hồi lại 17 máu này thứ hai là con này là chạy trên mặt đất và cũng chỉ đánh được mục tiêu trên mặt đất là thôi thì và đây cũng là thuộc một dạng là tanh á thì con này nó sẽ phục vụ cho mình được là những cái nhiệm vụ ví dụ như nhiệm vụ hiện tại của mình ở pass đồ ha là healing 500 dam đó thì mình sẽ cần con đó để con paladin đó để làm những cái nhiệm vụ này còn ngoài ra thì cũng mình cũng thấy khá ít người sử dụng con này ha rồi tiếp theo cái mức danh tiếp theo là cái mức danh khoảng tầm 1.000 thì một người sẽ đạt được lên week 4 và đây có ba con là con xe tăng này con mèo và con uh, bom này thì con bom này như phiên bản trước thì nó đang khá là op bởi vì nó sẽ nổ một phát xuyên cả giáp và nói chung là đam rất là to nhưng hiện tại nó đang fit lại rồi thì đam nó khá là bé và hiện tại đang rất là phế luôn và cũng ít người sử dụng nhưng mà nó vẫn có tác dụng nha như kiểu là những cái nhà mà người ta gom quân lại á và toàn những con ở dưới mặt đất á thì mình sẽ gọi một con bom ra để mình trà trộn vào cái đám quân của mình và mình phi vào đám quân của họ thì đám quân của họ sẽ bị tổn thất khá là nặng á thứ hai là con, con mèo nửa này thì đây cũng là một con khá là ok Thì cái con mèo lửa này á, nó có cái nội tại là Nó đáp ra một cái bãi lửa lửa ở dưới chân Và cái bãi lửa nó sẽ đốt đam từ từ là đam aoe Nhưng mà nó lại bị khắc chế bởi những con bay trên trời Và những cái con xương á, mình tốn ra rất năng lượng ra mình Để mình gọi được cái con xương ra Để mình giết được con mèo này khá là dễ dàng Vì thủ nó khá là thấp Và cuối cùng là con xe tăng này thì đây cũng là một con ở tay ở ba khá là OP Hiện tại thì mình thấy chỉ có con tanh này và con gấu là ở tay ở ba là dùng rất là ok. Thì con này á, tất cả mọi chỉ số nó đều thấp hơn con gấu nhưng nó lại có một cái ưu điểm hơn con gấu là nó có thể bắn được cả mục tiêu trên trời và mục tiêu dưới đất và nó còn là đam aware nữa. Cho nên là con này sử dụng khá là ok nha mọi người. Rồi tiếp tục đến Lenwick 5. Thì đến Lenwick 5 thì mọi người cần đạt vào cái mức danh 1500 thì ở đây sẽ có ba con là con uh, lợn bay này con ếch và con uh, stormcat thì ba con này thì mình recommend là chỉ dùng được hai con là stormcat và pickcopter thôi và thực tế là mình cũng đang sử dụng hai con này luôn và hiện tại con mèo này con stormcat này đang rất là op nha bởi vì sao thì mọi người hãy nhìn vào cái 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 cái, cái chỉ số của nó này đầu tiên là attack cooldown nó rất là thấp chỉ có 0,9 thôi là tức là nó còn đánh nhanh hơn cả con cung tay ở một đó lượng hưu thì vật lượng đam cũng khá là ổn ha speed cũng khá là cao và attack rang cũng khá là cao và cái điều thứ hai là nó có thể đánh được cả những con ở trên không và những con ở dưới mặt đất luôn đây chính là cái điểm làm cho nó op này và cái điểm này nữa là bao sinh attack tức là khi con này nó đánh nó sẽ nảy cái đạn của nó sẽ nảy khi là ba con đứng gần nhau nó sẽ nảy tối đa ba lần là cả ba con đều dính đam luôn á đó thì đây con này hiện tại đang khá là op ở cái dàn tướng tay ở hai và con big copter này con này thì nó gọi là thuộc dạng trung bình thôi, nó cũng không phải là khá là op như con uh, tomcat kia nhưng mà nó lại khắc chế được những cái con mà có lượng giáp nhiều bởi vì con này nó sẽ có cái nội tại là đánh xuyên giáp rồi thứ hai nó đánh aoe nhưng cái điểm yếu của nó là nó chỉ đánh được những con dưới mặt đất mà thôi đó và cái tốc độ đánh nó cũng khá là chậm khi mà attack cooldown của nó là hai giây rồi mình sẽ tiếp tục đến uh, language 6. Thì language này á. Thì mình thấy tất cả đều phế trừ con uh, quạ này. Con crow này. Thì đây là một con tay một khá là ok. Nó có thể thay cho con xương á. Vì con này có tốc độ chạy khá là cao này. Đây mình sẽ cho mọi người xem chỉ số ha. Mình hiện tại đang có một con này. Và nó đâu rồi nhở. Uh, đây. Đây là chỉ số của nó ha. AS cooldown cực kỳ nhanh chỉ có 0 giây cho một đòn đánh thôi. Dam thì khá là thấp nhưng mà bù lại là cái damper second của nó sẽ là 26 cực kỳ cao đó. Cái thứ hai là nó sẽ giống như con Ninja, nó sẽ khi mà nó gần đến mục tiêu á thì nó sẽ nhảy vào mục tiêu. Đó. Và nó sẽ được tăng tốc độ chạy 300% trong vòng 4 second này. Thứ hai là à không có thứ hai, nó chỉ có như thế thôi. là một con khá là đơn giản, nó có tốc đánh cao lượng đam per second lớn và nó có thể tốc biến vào kẻ địch trong một khoảng uh, trong một cái gọi là vị trí nhất định rồi con uh, sói này thì nó sẽ là có cái là con tay ở ba ha và cái nội tại còn đánh của nó thì cũng không có gì đặc biệt cả nó chỉ là chảy máu và thôi còn lại là con wick này con wick này thì mình cũng ít khá ít quan tâm để xem mình có con wick nào không đây đây là con wick thì mình sẽ xem chỉ số nó như nào ha Tiểu tiên nó sẽ làm cho kẻ địch bị dính độc trong vòng 3 giây này và đam nó sẽ lẩy lên theo từng giây. Thứ hai là nó sẽ làm slow kẻ địch lại 50%. Đó thì đây là một con đi búp ha, nhưng mà nó hiện tại mình thấy những con đi búp trong game này hiện tại đang không có tác dụng nhiều á. Đó. đó. Thì đó là cái nội tại của con Wick này, rồi tiếp theo là đến cái mốc danh uh, thứ bảy thì sẽ có ba con là con uh, Medic, con này là con hồi máu thuần luôn nó sẽ búp máu cho những cái con tướng của mình đi phía trước nó đi phía sau nó búp thứ hai là con sót gunner thì con này hiện tại mình đã cho rồi thì vậy. thì đây là một con tay ở một cũng khá là ok bởi vì nó sẽ có thể bắn được cả con trên mặt đất và con ở dưới uh, con trên trời và con dưới mặt đất và nó có một cái nội tại nó có thể làm stun kẻ địch đó thứ hai là con uh, cuối cùng là con Harley Quinn. ở cái uh, Rank là tay ở hai thì con này cũng không có gì đặc biệt cả và cũng không ai xài luôn vì sao con này là con có thể đánh được xuyên giáp này đó và nó có làm slow kẻ địch lại 50% là cũng không có tác dụng gì nhiều á và cái cái attack cooldown của nó cũng khá là lâu là 20 là 1,5 giây cho một đòn đánh đam thì cũng khá ổn nhưng mà nó nó không cái nội tại của nó không có gì đặc biệt á Cho nên là cũng không thấy ai dùng sau này có thể là con game này nó sẽ điều chỉnh lại rồi và mình đến mức danh cuối cùng là mức danh thứ 8. Thì ở đây mình mới chỉ có 2 trên 3 con thôi. Và con burner này á mình chưa có nha, mình chỉ có con uh, crossbowman Bowman và con rùa uh, này. Con burner này, này mình chưa có. Nhưng mà theo thông tin mình uh, hóng được thì con này nó sẽ là damage và nó sẽ phun lửa cháy theo thời gian. Thì nó khác cái con mèo ở cái con mèo ở một chỗ, con mèo nó đáp ra một bãi lửa, nhưng mà con này nó sẽ phun lửa vào. Đó, còn hai con crossbowman Bowman và con rùa này mình sẽ cho mọi người xem luôn ha rồi thì có con Crossbowman thì đây là một con tay ở một, thì con này có cái gì đánh được cả trên trời lẫn dưới đất, đam xuyên giáp và còn lại thì nó cũng khá ngang bằng với con cung nhưng mà cũng không ai dùng bởi vì Attack cooldown của nó quá là cao À hai giây cho một đòn đánh và damper circle mọi người nhìn này chỉ có 14 bốn dam trên một giây mà thôi cho nên là cũng không ai dùng cả và con cuối cùng và trong cái bản beta này mình có thể có được là con Rùa. Thì con này nó khá là ngon nha, nhưng mà nó cũng chỉ phù hợp với một số cái lối đánh thôi. Bởi vì con này nó là Attack Rain 55 là con có cái có cái uh, cự ly đánh xa nhất trong cái game hiện tại. Đó, nhưng đổi lại thì attack cooldown của nó rất là chậm, chỉ có không 3.5 giây cho một đòn đánh mà thôi. Và dam thì chắc chắn rồi, những cái con mà đánh lâu mà đánh xa thì rất là cao. Nó giống như con sniper nhưng con sniper thì cái attack range này nó cũng không thể cao bằng con rùa này nhá. Nhưng con rùa này lại chỉ có thể đánh được những cái đòn đánh dưới mặt đất mà thôi. Thì con này nó sẽ phù hợp với cái việc là mình khi mà đối phương xây trụ á để cản bước tiến quân của cái quân mình á thì mình có thể gọi là con này để mình phá trụ. Vì tầm đánh nó khá là cao mà mình sẽ so với con cáo nha. Con này attack range là 55. Rồi mọi người nhìn con cáo này. Anh chấp đèn của nó chỉ là 40 mà thôi Thì con kia con này mọi người đã cảm thấy bắn rất là xa rồi Thì con kia nó bắn xa gần như là gấp rưỡi luôn Và đó Đây chính là tất cả những thông tin về toàn bộ con tướng Ở trong con White Forest là hiện tại Đó Và một thông tin Mình muốn link cho mọi người là trong cái bản uh, Mainnet á Nó sẽ có một con tướng mới Một con tướng mới thì mọi người có thể vào market Play Và mọi chấm uh, market này Skymavit.com này thì người sẽ vào phần uh, Whisperet unit này. Thì nó sẽ có một con mới nha. Một con mới là con E, Fland thì vậy. Thì mình sẽ tìm theo thai này. E. Air. Đây, Grab Thì đây là một trong những con mới mà nó sẽ chỉ xuất hiện ở trong bản minet mà thôi. Thì mình cũng chưa biết con này nó lợi tại hay là đòn đánh như nào nhưng mà qua hình dáng thì mình có thể thấy luôn. Đây là một con bay trên trời Và nó có thể đánh AOE Đó còn đâu nó có đánh xuyên giáp hay không Nó có hiệu ứng làm chậm hay là Stun gì hay không thì mình chưa thể biết được nha Nhưng mà qua hình dáng và cái tên gọi của nó ấy, Thì mình có thể biết được Đây là một con Đánh AOE và bay trên trời Và ok những gì mà mình Thông tin mình muốn gửi đến mọi người thì cũng đã Đầy đủ rồi và cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.